Kính chào quý vị khán giả, đây là chương trình nhật ký VTV Cup 2024 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, đây là không khí trong buổi tập của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong buổi sáng ngày hôm nay, ngày 30 tháng 8. Có thể thấy rằng ai cũng vui vẻ. Tất nhiên rồi, sau chiến thắng trước đội bóng Hà Nam Trung Quốc và cũng vì trong buổi sáng ngày hôm nay, những cô gái của chúng ta đã nhận được những món quà động viên. Hòa chung niềm vui sau khi đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu xuất sắc để giành quyền vào bán kết VTV Feroli Cup 2024, nhà báo Phan Ngọc Tiến, trưởng ban thể thao Đài Truyền hình Việt Nam, trưởng ban tổ chức giải đã thay mặt cho Đài Truyền hình Việt Nam trao thưởng 50 triệu đồng cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Cũng trong cuộc gặp gỡ hôm nay, ông Nguyễn Mạnh Cường, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Ninh Bình thay mặt cho Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình trao 50 triệu đồng tặng thưởng cho thành tích ấn tượng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ngoài ra, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn nhận được phần thưởng 50 triệu đồng từ tập đoàn Động Lực. Em xin cảm ơn, lời cảm ơn chân thành nhất đã cổ vũ và theo dõi đội tuyển Việt Nam, tinh thần đội có thể đi lên hơn để có thể chiến đấu tốt hơn ạ. Vâng, chắc chắn là những phần quà, những cái bắt tay, những bó hoa tươi thắm sẽ là nguồn động viên tinh thần to lớn để những cô gái của chúng ta có thêm động lực vượt qua Expressway trong buổi tối ngày hôm nay, đối thủ mà đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã từng đánh bại tại vòng bảng. Trận bán kết được chờ đợi nhất giữa đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Expressway của Hàn Quốc đã diễn ra hấp dẫn với sự nhập cuộc chủ động và hiệu quả từ khâu bước một của đội chủ nhà. Nhờ đó, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam luôn ở thế dẫn điểm trước khi giành phần thắng 25-21. Những tình huống phân phối bóng hợp lý của Lâm Oanh, hiệu suất ghi điểm của Bích Tuyền, Như Quỳnh và khả năng phòng ngự của Khánh Đăng một lần nữa được thể hiện trong set thứ hai. Trong bối cảnh câu lạc bộ Expressway dốc sức tấn công với các ngoại binh chất lượng như Batista hay Nikolova, những điều chỉnh phù hợp của ban huấn luyện giúp đội tuyển Việt Nam bứt qua mốc điểm 19 đều và sau đó giành phần thắng 25-20. Bước sang set thứ ba quyết định, trận đấu tiếp tục diễn ra với nhịp độ nhanh và cạnh tranh quyết liệt về điểm số. Nhưng đội tuyển Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh để thắng 25-23. Chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục đưa đội tuyển Việt Nam tiến vào trận chung kết của VTV Feroli Cup 2024. Lần này gặp lại đội Expressway thì bọn em thấy là không có còn ngợp về cái khâu phát bóng của họ. Ở vòng bảng thì họ phát bóng rất là tốt. Tất cả các vị trí đều rất là tốt nên là bọn em còn hơi ngợp về cái phần phát bóng đấy. Nhưng mà sau cái trận vòng bảng thì bọn em đã, ban huấn luyện đã cho những cái bài tập để mà có thể chống lại được cái khâu phát bóng rất là tốt của họ. Phải cảm ơn khán giả ở nhà thi đấu Ninh Bình và những khán giả đã xem qua màn ảnh và cổ vũ cho bọn em rất là nhiệt tình. Và em thấy không khí hôm nay rất là sôi động và bọn em cũng một phần nào đó rất là nhiệt huyết và hào hứng thi đấu, có một cái sự thăng hoa nhờ vào khán giả. Bên cạnh trận đấu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thì trong ngày hôm nay cũng có một màn so tài rất đáng chú ý giữa hai đội bóng rất mạnh, đó chính là Korabelka đến từ Nga và Kuanis đến từ Kazakhstan. Có thể nói rằng những cô gái đến từ hai bên thì có nhiều điểm tương đồng là ngôn ngữ, là ngoại hình và thậm chí là trình độ tương đương nhau. Vì vậy nên kết quả của trận đấu này có thể sẽ vô cùng khó đoán. Pha tấn công tốt của cầu thủ. Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng có chiều cao trung bình rất tốt là Korabelka và Kuanis. Người hâm mộ đã được thưởng thức một màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Đội bóng nước Nga tiếp tục phô diễn những tình huống phối hợp mượt mà trong set 1 để giành chiến thắng 25-15. Bước sang set 2, đại diện của Kazakhstan bất ngờ vùng lên mạnh mẽ với những pha dứt điểm uy lực ở hai biên cũng như ở vị trí sau vạch 3m. Mặc dù vẫn để thua 21-25, nhưng điều đó cũng tiếp thêm những sự tự tin cho đội bóng này. Để rồi bước sang set 3, Kuanis đã thắp lên hy vọng lội ngược dòng bằng chiến thắng xít sao 26-24. Thế trận giằng co được duy trì trong set đấu thứ tư bản lề. Bên phía Korabelka, hàng công gồm Nesterova, Pasina và Kamieka vẫn duy trì được phong độ ghi điểm. Tuy nhiên, họ vấp phải sự chống trả quyết liệt đến từ các tay chắn của đối thủ. Mỗi khi đội bóng nước Nga lên điểm, Kuanis lập tức có câu trả lời. Thế trận đuổi điểm chỉ thực sự kết thúc khi hai đội chạm mốc điểm 20. Từ đây, Korabelka là đội mắc ít sai lầm hơn, để rồi họ thẳng tiến tới chiến thắng 25-21. Chiến thắng chung cuộc 3-1 giúp Korabelka lọt vào chung kết VTV Feroli Cup 2024 ngay trong lần đầu tiên tham dự. Bước ngoặt thực sự đó là quyết định. Có thể nói rằng chính công nghệ vừa rồi là một trong những lý do để giúp cho Kuanis đã vượt qua Aramare trong trận đấu phân hạng vào ngày hôm qua. Trận thua trước đại diện đến từ Kazakhstan đã khiến những cô gái của Aramare quyết tâm hơn trong trận đấu với Pen Master vào ngày hôm nay.
Trận đấu đầu tiên trong ngày hôm nay là cuộc đối đầu giữa Aran Mare của Nhật Bản và Pen Master của Philippines. Thế nhưng trong một ngày mà các cô gái Pen Master không cho thấy hình ảnh của đội bóng đã khiến Korabenka phải nhận set thua đầu tiên, thì Aran Mare với sự xuất sắc của những tên tuổi như Kimura, Maeda hay Maya Ito đã giúp cho đại diện của Nhật Bản có chiến thắng với tỷ số 3-0, trong đó tỷ số các set là 25-16, 25-17 và 25-13. Kể từ đầu giải tới giờ thì hành trình của King World Taipei phải nói là khá gập ghềnh, khi họ gặp rất nhiều đối thủ mạnh và chưa có được chiến thắng nào cả. Và liệu rằng trước câu lạc bộ Hà Nam đến từ Trung Quốc thì bất ngờ có xảy ra? Trong trận đấu phân hạng còn lại, cuộc đối đầu tưởng như chênh lệch về trình độ lại tạo ra bất ngờ lớn nhất kể từ đầu giải. Đội bóng có chiều cao tốt nhất giải là Hà Nam Trung Quốc đã bất ngờ để thua trước một King World Taipei được tổ chức tốt. Thiếu vắng chủ công xuất sắc nhất Sai Seo Trinh đã khiến cho câu lạc bộ Hà Nam Trung Quốc thi đấu dưới sức và thua nhanh với các tỷ số 19-25, 22-25 và 21-25. Giành chiến thắng bất ngờ, King World Taipei sẽ đánh trận tranh hạng 5 với câu lạc bộ Aran Mare. Thi đấu rất tốt. Thì chúng ta cũng bất kể kết quả của từng trận đấu có ra sao thì bầu không khí sôi động tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình cũng như là tình yêu bóng chuyền của những người hâm mộ tại Việt Nam cũng không hề thay đổi. Có thể thấy rằng là những tiếng hò reo trên khán đài thì như là một bản nhạc giao hưởng được tạo nên bởi những người nhạc trưởng đặc biệt tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình. Ngày nào bác Nguyễn Hồng Phong cũng di chuyển từ Hà Nam đến Ninh Bình để theo dõi các trận đấu tại VTV Ferrari Cup. Ngoài trang phục, hai vật dụng cổ vũ không thể thiếu với bác Phong là một chiếc kèn to gắn hai lá cờ Tổ quốc và một chiếc loa cầm tay. Hôm nay chuẩn bị tinh thần là sẽ làm nhạc trưởng cho cổ động viên chúng ta ở nhà thi đấu Ninh Bình, bởi vì tất cả các cái trận truyền hình VinaCup tôi đều tham gia cả. Còn anh Nguyễn Mạnh Tiến cũng gác lại công việc buôn bán thường nhật của mình để đưa cả nhà đi cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Dù không phải là nhạc công chuyên nghiệp, nhưng anh Tiến vẫn tự tin để thổi những bài hát khí thế, khuấy động không khí trên khán đài. Chiếc kén này thì thổi được tất cả các bài hát, bài quốc ca Việt Nam hay là bài các bài hát để cổ động viên đều có sức mạnh để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam ạ. Một buổi tối làm việc cuồng nhiệt của các nhạc trưởng trên các khán đài, nhưng đổi lại là cái giá phải trả. Trong lúc này thì tôi rất khẩn trương, thế nhưng mà rất là vui, cố gắng thôi. Bởi vì là người cầm cái là rất quan trọng trong mọi cái phong trào cổ động. Một trận đấu kịch tính và cảm xúc của đội tuyển Việt Nam, và tất nhiên là nó có công không nhỏ của những nhạc trưởng không công này trên các khán đài. Tại VTV Cup thì không chỉ có những trận cầu hấp dẫn, mà cũng còn đó rất nhiều những câu chuyện đặc sắc về con người và văn hóa tại mỗi một tỉnh thành. Tất cả tạo nên một lăng kính đa sắc về VTV Cup. Và sắc màu của đội cổ vũ của từng đội tuyển cũng là một mảng màu rực rỡ mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị ngay sau đây. Nếu thường xuyên theo dõi VTV Ferrari Cup năm nay, hẳn quý vị sẽ dễ dàng nhận ra sự sôi động đến từ những nhân tố dự bị của đội Pen Master Philippines. Họ luôn biến một góc sân trở thành sân khấu riêng với những điệu nhảy đầy cảm xúc. Những điệu nhảy này không hề được tập luyện trước mà hoàn toàn đến từ sự hưng phấn theo từng diễn biến trên sân. Mỗi lần đội nhà ghi điểm, các cầu thủ dự bị lại hò reo và cùng nhau thực hiện những động tác mang đậm bản sắc văn hóa, vừa vui tươi vừa mạnh mẽ. Chúng tôi tự sáng tạo ra điệu nhảy đó rồi dạy mọi người cùng làm theo. Chúng tôi luôn cố gắng tận hưởng từng khoảnh khắc trong trận đấu và cũng vì muốn đồng đội trên sân cảm nhận được rằng họ không đơn độc. Không chỉ các cô gái trẻ trung của Pen Master, nhiều đội bóng quốc tế cũng mang tới những phong cách cổ vũ thú vị. Với họ, đó không chỉ là niềm vui mà còn là cách để giữ cho tinh thần của toàn đội ở mức cao nhất. Ban đầu, chúng tôi chỉ định làm giảm bớt căng thẳng và khởi động sẵn sàng khi được vào sân, nhưng rồi không thể ngừng nhún nhảy theo. Cảm giác thật tuyệt khi có thể hòa chung niềm vui với mọi người. Trên sân đấu, các cầu thủ có thể là những người quyết định phần thắng, nhưng bên ngoài đường biên, những nhân tố dự bị với những điệu nhảy hay nụ cười cũng có thể coi là những người hùng về tinh thần. Họ không chỉ làm sống động thêm vẻ đẹp của bóng chuyền, mà còn biến mỗi trận đấu trở thành một kỷ niệm khó quên với chính họ và cả những ai có mặt chứng kiến. Thưa quý vị, đây là hàng ghế dành cho những vận động viên và ban huấn luyện của từng đội bóng, nơi mà những nữ vận động viên sẽ bàn bạc chiến thuật với huấn luyện viên của mình. Và không chỉ vậy đâu, tại đây
còn có một nhân vật thầm lặng thực hiện công việc rất quan trọng của mình nữa, đó chính là những phiên dịch viên. Giải đáp thắc mắc cho các vận động viên, tận tâm từ những công việc nhỏ nhất. Hỗ trợ những việc quan trọng như phiên dịch trực tiếp với vận động viên trên sóng truyền hình, đó là công việc của Thu Hiền, phiên dịch viên của câu lạc bộ Expressway Hàn Quốc. Em cảm thấy đây là vinh dự của em và em cảm thấy là em có cơ hội được trau dồi, học hỏi không những từ các cầu thủ mà còn là từ ban tổ chức. Hai địa điểm 7 phiên dịch viên gắn bó nhất đó là nơi ăn chốn nghỉ và nhà thi đấu. Mỗi nơi có nhiệm vụ khác nhau diễn ra từ sớm đến tối. Tranh thủ những giờ nghỉ giải lao, ban tổ chức luôn có những cuộc họp để thảo luận, phân công công việc sao cho hiệu quả nhất. Tất cả mọi thứ ở trong resort thì quang cảnh rất đẹp cũng như là thiên nhiên thì rất là tuyệt vời, nên là các bạn ấy rất thích tìm hiểu, bởi vì là ở bên Nga thì thường là các bạn ấy sẽ ở thành phố mà sẽ không có nhiều nơi giống như kiểu là có nhiều núi đồi cũng như là các địa danh thiên nhiên giống như tại ở resort cũng nơi ăn ở của các bạn. Phía sau công việc hấp dẫn là những thử thách, vất vả là thế, nhưng vui nhất vẫn là sự hài lòng của các vận động viên quốc tế với đội ngũ phiên dịch. Ngay khi đến Việt Nam tham dự giải đấu, tôi chỉ học hai câu xin chào và cảm ơn. Giờ tôi đã biết nhiều hơn nhờ bạn ấy. Bạn đã giúp tôi rất nhiều, tôi biết ơn vì điều đó. Nhiệt tình, chu đáo, 7 bạn trẻ trong đội ngũ phiên dịch đã giúp các đội bóng quốc tế có thêm những ấn tượng tốt đẹp về công tác tổ chức giải đấu cũng như cảnh đẹp và con người Việt Nam trong những ngày tranh tài tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup. Chiếc đồng hồ đếm ngược đến buổi lễ bế mạc của VTV Cup đã quay ngày một nhanh hơn rồi. Và chúng ta sẽ cùng đến với lịch thi đấu chung kết của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Family Cup 2024. Thưa quý vị, như vậy là chỉ còn một ngày nữa thôi thì VTV Cup sẽ chính thức bế mạc rồi. Lúc này thì ai cũng tò mò về chủ nhân của những giải thưởng tập thể và những giải thưởng cá nhân, trong đó có Miss VTV Cup. Và trong số những thành viên của đội bóng chuyền nữ Việt Nam thì có những gương mặt được đề cử. Và trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng xem danh sách đề cử có những ai nhé. Thông tin này cũng sẽ khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt quý vị.